Cindy không phải là gay. Em là người chuyển giới. Cindy chỉ muốn tìm lại, quay lại với đúng cái giới tính của mình. Cho Cindy gặp một người đàn ông yêu thương mình như thế. Muốn sống đời với Cindy. Nhưng mà cuối cùng lại bắt Cindy phải chịu như thế này. Chương trình Nói ra đừng sợ phát sóng trên Fansipan TV vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần.